Kính thưa bà con, hôm nay chạy trường quế hay ngon, rất hân hạnh khi gặp lại tất cả bà con nông dân. Thì trước khi đi vào cái đoạn video trọng tâm hôm nay thì trước tiên tôi xin chúc quý bà con một ngày mới, thắng lợi mới và vạn sự như ý. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ với tất cả bà con nông dân, bà con đồng ruộng là một cái đoạn video ngắn và cái cách chăm sóc cái cây mãng cầu, ghép cây bình bát vào cái đầu mùa mưa. Thì hôm nay là bà con thấy mấy bữa nay là có mưa trái mùa rồi, thì cái cây nó cũng thường xảy ra cái dịch bệnh. Thì trước khi mình xử lý cái ngừa cái dịch bệnh cho cây thì mình phải vệ sinh cái gốc cây mãng cầu, nó phải thoáng như thế này, bà con thấy đây ha. Thì nói chung cái vườn của tôi thì vừa sầu riêng, mít thái và mãng cầu thì tôi đều để cỏ hết, tôi không có diệt cỏ, mà tôi cách tôi xử lý cỏ bằng cách là khi cái cây cỏ nó lên cao cao tôi dùng máy tôi cắt như thế này. Thì trước mắt tôi cái đứa em nó làm tiếp tôi đó, thì nó cắt cỏ, bà con thấy ha, cắt rồi dưới là cắt vậy rồi mình đẩy lại cái gốc nó như thế này thôi. Thì bà con thấy tôi quay sát xuống cho bà con thấy đây nè, cây này là cây mãng cầu, là cây này nó được là 2 tháng, được 3 tháng rưỡi nha, 3 tháng rưỡi nha bà con. Đó, cây này là 3 tháng rưỡi rồi nè. Thì tôi trồng nó là ngày 13 tháng 11 âm lịch năm 2021. Đó, bà con thấy đây. Thì vườn của tôi thì tôi chuyên về cái hữu cơ không, tôi không có xài cái phân vô cơ, mà có nghĩa là có một số bà con kêu là cái phân hóa học. Thì tại vì tôi có nuôi trùng quế, tôi nuôi bò thì tôi lấy cái phân bò tôi nuôi con trùng quế, là tôi lấy được cái phân của cái con bò mà tôi nuôi trùng quế đó, thì kêu là cái phân trùng quế. Thì tôi sẽ lấy đó, tôi sẽ bón cho mảnh vườn của tôi. Thì tôi bón vô cái cây sầu riêng, cây mít thái và cây chanh, và bây giờ thì tôi bón vô cái cây mãng cầu luôn đó. Thì bà con thấy đây ha, rất là tốt nha bà con, rất là tốt về cây mãng cầu. Thì trước khi vào cái mùa mưa thì tôi có xịt cái loại thuốc để tôi ngừa cái dịch bệnh, cái nấm Phytophthora, là để nó hại cái bộ rễ. Thì cái nấm Phytophthora đó là nó sẽ hại bộ rễ cây sầu riêng nè, và nó hại bộ rễ tất cả các loại cây trồng. Thì tôi xử lý cái loại thuốc để tôi ngừa đó, thì tôi sử dụng thằng Alias 800, tôi cộng với thằng Anchacon, thì hai đó tôi cộng lại tôi sẽ xịt. Thì cái này tôi đã xịt ngày hôm qua rồi, bà con thấy cái lá nó còn trắng trắng rồi, bà con thấy ha, tôi đã xịt ngày hôm qua rồi. Hoặc giả là tôi cộng thêm cái thuốc sâu, mình cứ xịt cái loại thuốc nào mà nó ngừa được cái con sâu ống á, thì mình phối trộn chung luôn, mình sẽ xịt thì nó đỡ tốn cái lần mắc công mình xịt cho cây trồng. Thì tôi cũng xin thưa với bà con, thì hôm nay là tất cả các loại phân phân bón, nói chung tất cả các loại phân bón và cái phân hữu cơ sinh học, có nhiều người kêu là cái phân bón lá đó, mà bằng hữu cơ đó, thì nó cũng đã quá mắc rồi, nó chạy còn hơn ngựa sải nữa nha bà con, nó sải dữ lắm, mình nông dân mình thấy ông không kịp đâu. Cho nên mình là người nông dân tay lắm chân bùn, thì mình phải cân đo đong đếm lại, mình xử lý cái vườn mình sử dụng cái phân gì, cái thuốc gì để phù hợp với cái túi tiền của mình đó. Thì theo cái xu hướng hiện nay thì tôi thấy cái phân hữu cơ trùng quế, nói chung là tất cả các loại phân hữu cơ
đều sử dụng cho cây trồng rất là tốt, mà cái giá thành nó cũng so lại với cái giá thành này, với cái tuổi tiền của mình thì nó cũng phù hợp nha bà con. Thì bà con nào có đam mê về cái phân hữu cơ Thiện Quế thì cứ điện thoại cho tôi qua số điện thoại là 0986 203 119. Đây là hai ngân tôi sẽ chia sẻ với tất cả bà con về cái kỹ thuật nuôi Thiện Quế và cái kỹ thuật ủ cái phân Thiện Quế như thế nào để cho mình sử dụng cho cái cây trồng mình nó tốt nhất. Thì trước khi kết thúc cái đoạn video, tôi mong rằng bà con nào có thấy cái đoạn video của tôi có hữu ích thì bà con nên chia sẻ với tất cả bà con cộng đồng, và bà con cứ mạnh dạn bình luận với tôi để tôi thấy những cái gì bà con góp ý với tôi thì tôi sẽ ghi nhận để tôi chăm sóc cái miếng vườn của tôi càng ngày càng tốt hơn. Trước khi kết thúc đoạn video, tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, dạn sự như ý và thành công. Tôi xin chào bà con.